Xin chào. Xin chào con đường quen. Xong. Lần đầu tiên lấy luôn nha. Lần đầu tiên em cũng xài cái này cho nên cũng hơi Ủa được hả? Nè, máy em được nè. Nghe rồi luôn nè. Kìa. Máy em có luôn. Kìa. Đang rất là phấn khích. Ôi hơn rồi. Tại vì ở trong sân khấu giờ mình ngồi cầm cái live stream rồi đó. Đó, thầy Đức Hải về rồi. Vừa ngồi mấy cái này vừa livestream nè. Rồi, đây là xong rồi mình nền, bây giờ sang phần mát. Thầy Đức Hải. Cái này phải gọi đi tí không gì nó. À, mới thấy một bình luận của em Kim Ngân. Chào em. Anh nghĩ sao mà giờ nãy không có update cái máy của anh vậy? Update rồi. Mẹ. Update trên Facebook nữa. Trời ơi, anh đỡ update liên tục. Nè, thấy không? 9.3.1 đúng không? Trời, tôi biết nói gì hết trơn, trời ơi. 9.3.1, đâu mới đâu. Mới nhất rồi. Á, tỏ châm, thôi châm. Chị mất cỡ quá, chị không biết nói gì nè. Mới đây rồi. Anh có thải xinh gái đang trang điểm đi đâu vậy? Tự nhiên nó cho em phải không? Mấy buổi trước nó có không? Ờ, thì nó, mấy anh cho nè. Bây giờ đang chuẩn bị để diễn mà chưa tới giờ diễn cho nên mọi người ai cũng vẫn mở để diễn vở đêm báo của người đàn ông xấu nhất xấu nhất vở kịch. Nói đại đi à. Mất cỡ không biết nói gì. Cảm nhận không được không có mấy khó đó. À, bữa nay lần đầu tiên mình livestream cho nên mình không biết nói gì hết. Mọi người cứ nhìn mặt mình được rồi ha. Miệng ông Đức Hải. Càng già càng xinh. Xinh.